Megu Fujiura là một trong những diễn viên thể loại JV có lượng fan hâm mộ đông đảo nhất. Cô và một vài diễn viên khác được xem là thế hệ vàng tiếp sau Maria Ozawa trong ngành công nghiệp điện ảnh JV tại Nhật Bản. Cô nàng xinh đẹp này sinh ngày 4 tháng 5 năm 1989, được biết đến với vai trò là người mẫu và diễn viên trong ngành giải trí Nhật Bản. Megu Fujiura có chiều cao 1m61 và số đo 3 vòng lý tưởng 103, 58 và 85. Với số đo cực kỳ gợi cảm như thế, không có hiểu khi những tập phim của cô luôn thu hút được người xem rất lớn và mang về doanh thu cực khủng. Cô chính thức gia nhập ngành công nghiệp JV vào tháng 12 năm 2008 và cho ra mắt bộ phim đầu tài vào ngày 1 tháng 1 năm 2009. Ngay lập tức, Megu Fujiura trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất không chỉ tại Nhật Bản mà còn rất nhiều nước châu Á khác. Sau khoảng thời gian hoạt động trong nghề, cô đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Đỉnh cao nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Megu Fujiura là từng nằm trong top những diễn viên JV được yêu thích nhất năm 2012. Với vóc dáng vô cùng nóng bỏng, đặc biệt là vòng một siêu chuẩn, có thể nói Megu Fujiura được xem là một trong những tượng đài lớn của ngành công nghiệp giải trí JV tại Nhật Bản. Cô không chỉ có lượng fan hâm mộ đông đảo tại Nhật Bản, mà còn nhận được sự quan tâm rất lớn của những tín đồ đam mê thể loại JV khắp các nước châu Á.